trời. Mới có thời gian ngắn không đi uống cà phê thôi, bây giờ mọc lên thêm quán nữa. Uống quán nào ta? Quán này đi, quán này quen uống. Ủa sao qua bộ bà Tám này bà sang quán rồi sao mà quán này lạ quá rồi đó. Chà, quán này mới dữ ha. Bà này chắc làm ăn lỗ lã rồi bữa sang rồi. Chủ quán. Hi. Chủ quán gì đẹp dữ. Hello. Hello. Hi. Ba. Hi. Ba. Hello. Hỏi bà là em bà Tám không? No. Tám no. Gì? Tám no. Không hiểu. Tám nổ bà ơi bà. Tiếng Anh không có cho để giấu. Nói tiếng Anh gì giống kêu chó. Trời. Vô duyên quá. Về anh á, lên Sài Gòn về đẹp vậy. Em lên Sài Gòn em nói thiệt với anh á, em lên chợ em mới nứt con mắt em ra. Dạ. Biết bao nhiêu chuyện hay, biết bao nhiêu chuyện đẹp anh. Như cái quán này nè, em đi lên chợ em thấy người ta bán quán cà phê, người ta để mấy cái ghế gỗ, bàn gỗ, em nói trời ơi nó đẹp quá. Ủa vậy mà làm á hả? Em về em làm liền, em mượn tiền em làm liền anh. Hay quá. Chứ hồi đó anh nhớ không, quán em sập sệ giống như vậy nè. Anh thấy không? Mà ác nghiệt anh ơi. Sao? Phong thủy. Thử sao? Từ khi em sửa cái quán xong không bán được một người khách nào luôn anh. Gì đó? Ế, tôi nói thiệt, ế mà ế. Không, mình buôn bán mình không được nói chữ ế. Đúng rồi. Nó lạnh tanh luôn anh. Tôi nói bà nghe nè, bà mười con đóng vậy đó. Hồi đó buôn bán nó sập sệ đó, bán ngoài đường vậy đó. Mà bán đắt dữ lắm luôn. Tự nhiên bây giờ đó là cái quán bà sửa sang lại làm cho đẹp lên đó. Rồi bán ế vậy à. Bởi vì em nói mấy cái này không có tin không có được. Mình phải coi ngày coi giờ, mình cúng kiến xong rồi mình mới có thể mình sửa được, anh hiểu không? Nhưng mà anh nói em vẫn còn vui. Sao? Tại vì cái quán em á, thí dụ mà mình sửa xong rồi nó bị sai phong thủy em ế không nói. Còn quỷ này nè anh, quỷ quán đối diện nè anh. Nó để quán nó từ đó tới giờ luôn, nó chơi phong thủy với em. Quán nó cũng ế nhệ, anh thấy không? Quán nó ế nhệ luôn, ế từ xưa đến nay luôn, nó đấu đâu có lại em. Vậy hả? Ờ. Ủa mà bà bán quán là nhiều chuyện. Cà phê đâu? Ủa uống cà phê hả? Chứ không lẽ lại đi ngồi chơi. Chờ em uống cà phê. Bữa nay em pha cà phê công thức mới luôn. Công nghệ mới là sao? Công nghệ mới ở trên Sài Gòn. Cà phê Sài Gòn? Dạ. Chà đã nha. Chờ em nha. Lâu lắm rồi không có lên Sài Gòn. Giờ đây về ở đây có cà phê Sài Gòn cũng đã luôn à. Chứ sao anh, trời ơi mình phải học hỏi cái mới chứ. Ông hút không? Thôi khỏi bà ơi. Thôi kệ đi, cho ông hút vô chỗ đẹp. Công nghệ Sài Gòn đó hả? Công nghệ Sài Gòn của em á. Lâu lắm rồi tôi không lên Sài Gòn. Tôi vừa kỳ đầu tôi lên Sài Gòn tôi uống liền cà phê nó ngon gì đâu á. Ta tim nó ép luôn á. Sao vậy? Nó mạnh quá đó. Đúng rồi anh. Ngon lắm. Uống thử coi em pha ngon không mà sao ế vậy? Ngon chắc chắn vào cái màu thấy ngon. Đó nó chưa nhìn đậm đặc liền. À! Gì vậy? Nam. Cà phê gì đắng dữ. Khùng ba. Đắng ghét hả? Đắng gì đắng? Bà coi. Nè, bà uống thử đi. Uống ngọt chi tiểu đường. Bà uống thử đi. Không tôi phải là bỏ đường rồi. Sao đắng như vậy? Bà uống thử bà làm thử biết không? Trời đất ơi, bà quên bỏ đường hay gì đó, đắng lắm. Cha nội này tôi bỏ đường rõ ràng. Trời ơi. Bỏ lộn ly kia. Kêu con ly rồi bà bỏ lộn ly kia. Ngon thiệt á. Tôi bỏ lộn ly hồi sáng á. Sáng tôi uống tự uống tôi bỏ lộn. Rồi đó, rồi nè. Tôi bỏ rồi đó, anh uống thử coi. Được chưa? Bỏ rồi. Gì? Cái gì vậy? Đắng ghét à bà ơi. Bỏ rồi. Bỏ đầu đi đâu sao thấy đường gì đâu. Có tan tôi bỏ vô anh quậy lên mà. Đường tinh luyện mà nó lâu tan. Tinh luyện cái gì? Bà mua bán cái đường cát mà để vô mà có hai bà hột thì sao để được. Anh đắng ghét à. Cười quá à. Bỏ đường rồi uống chi ngọt mà tốn tiền thuốc. Thôi bỏ đi tôi uống đâu. Ê, mệt cà phê gì kỳ quá luôn. Đây nè, lấy đường cho. Bán quán cà phê gì mà kẹo hà tiện quá luôn. Ê nè, tôi cấm anh nói cái chữ kia nha. Gì?
không có nó kẹo kéo gì ở đây trơn trời đó. Trong quán cà phê gì cấm ta đủ thứ hết trơn hả? Ờ. Ê cũng cấm mày, cũng cấm hết trơn. Đó nè, ăn vọng gì ăn vọng hết đi. Trời, quán cà phê ăn vọng. Chủ quán cà phê nói chuyện kỳ á. Uống cà phê ăn chè vậy ông nội? Tôi uống ngọt quen rồi. Trời đất ơi thiệt tình. Dẹp đi. Vậy đó mới là vừa uống chứ. Tự nhiên là đưa đem ly cà phê đắng ngắt làm ai uống được. Uống đi cho tiểu đường với bà. À! Gì vậy? Cà phê gì mặn dưỡng. Chết cha, lấy lộn cái hũ bột nêm. Trời, ủa bột nêm để ngồi về và nấu canh mà quên bỏ lỡ. Bột nêm bà cho tôi cái kiểu này, trời ơi cái đầu óc nó đầu tôi còn cái gì não tôi nữa. Sao bột nêm mình cũng ăn vô mà có ăn vô mà đâu có ăn dữ vậy, ba muỗng bà thấy không, cái đầu nấu mười lên nấu canh luôn chưa thấm nữa. Thôi uống trà vô đi. Mày hùng á, chửi nữa quân ba buôn bán về chứ ế phải rồi nè. Hả? Ế nữa. Anh nói ế luôn, tôi quýnh luôn tên ông. Tôi nói là cấm nói cái chữ đó nha. Lạnh lẽo, lạnh lẽo. Ừ, lạnh lẽo. Mà lạnh thiệt luôn anh ơi. Nói nghe. Gì? Quên nữa. Sao? Quán bà vắng quá, lạnh lẽo quá. Ờ. Bà có số điện thoại cho Sáu không? Chi vậy? Lâu quá rồi tôi không gặp giả làm gì cho trốn tôi hay sao á. Hay là cái bệnh nằm bệnh viện. Trời ơi. Ủa ông với ông có thân nhau không vậy? Thân ai để lo. Hèn gì trù người ta thấy thương luôn à. Trù gì? Sao tự nhiên nói người ta nằm bệnh viện? Lo lắng thôi, trong lòng lo lắng thôi, bạn bè thân thích với nhau. Kêu cha lại uống cà phê, cho có tụ rồi nói chơi chứ, để quán gì kỳ anh quá. Mới nói cái gì? Kêu anh Sáu làm cái gì? Uống cà phê. Năm. Cảm ơn anh. Anh đúng là một người khách hàng rất có đạo đức. Anh thấy quán em ế, à không, quán em vắng, à vắng. Không. Quán em lạnh, lạnh rồi. Cho nên là anh kêu đồng bọn anh tới uống cà phê giúp em đúng không anh? Ừ. Ừ, để em gọi cho, khỏi cần phiền anh nha. Để em gọi. Ủa, có điện thoại bà, số không, 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 không. Đã, anh đã kêu đồng bọn tới rồi thì mắc mớ gì mà tốn tiền anh nữa, để em. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Kêu cho lại đó, tôi ngồi đây nha. Dạ. Alo. Anh Sáu, anh Sáu. Ủa. Ủa không phải. Ba con đâu con? Ba đi làm hả? Ờ, để quên điện thoại ở nhà con. Ờ, rồi ba con đi đâu con biết không? Cái gì? Hả? Thiệt không? Trời ơi! Trời ơi! Không! Không thể nào! Tám, tôi ghi đâu là có đó. Trời ơi, Tám. Anh Tám ơi. Ê, ê, Tám ơi, Tám. Tôi ghi đâu là có đó. Tám ơi. Đánh ra. Đau khổ. Lợi dụng rồi hả? Lợi dụng gì? Tám gì bơ mơ người ta. Bà có gì đâu lợi dụng. Trời ơi. Anh Tám. Sao? Ông Sáu. Chết rồi. Đại bị bà. Trời thật. Ông Sáu. Sao? Chưa nói nghe. Trời ơi, cãi tôi không? Tôi nói bị trốn tôi mà. Tôi không tin luôn. Không bao giờ tôi tin được hết trơn. Trời ơi, tại sao có chuyện này xảy ra? Bạn bè mà giấu với nhau làm gì? Trời ơi. Đúng không? Thiệt không thể ngờ. Tôi không ngờ thằng Sáu bây giờ đó là đại gia. Ê chị chị Tư, chị Tư ai hả? Đây nè em nè. Ai kêu tôi hả? Đây nè, chị đi đâu vậy? Ai hỏi tôi hôm nay đi đâu? Tôi nói rằng tôi đi văn câu. Tôi đi văn câu, tôi thấy gió nó vui. Nó gió ào ào, gió ào ào, gió ào ào. Trời ơi bão táp mưa sao.
gì vậy trời? Hả? Bảo táp mưa xa cái thắng luôn vậy hả? Là tại vì tao hơn sao không hát nữa đi, không có rượu uống không có vô ca nổi. Trời ơi, khi nào có rượu vô là tao quất hơi 8 bài. Đâu ngày tao gặp tao hỏi han tao đứng hát không à? Ê, tao gặp mày tao mừng quá. Vụ gì? Mấy bữa nay mày đi đâu mất tiêu mà tao kiếm mày quá trời luôn. Công chuyện đăng đăng đê đê không có thời gian gặp chiến hữu đâu. Tao nói thiệt cho mày, tao nói thiệt tao hận mày lắm. Gì hận tôi trời? Nhậu quá thì bu nhau vậy chặt đứt cái bàn đặng nhậu. Tao trả tiền cho cha tao luôn à. Tới chừng tao bệnh nằm xuống không ai hỏi han một câu để an ủi tao nữa, mày thấy tao buồn không? Tao phải buồn chứ. Thông cảm cho tôi đi, trời ơi dạo này công chuyện tôi nhiều dữ lắm. Mày làm gì công chuyện? Tôi nói thiệt với bà đừng có trách tôi. Khi nào bà chết mà tôi không tới tôi đốt nhang thì bà trách tôi được. Ê ê, mày có tin cái mỏ mày phù ra không? Mày tin không? Mày tin không? Chắc mày nói tao già quánh không lợi mày phải không? Mày thử không? Không phải, không phải. Mày nghĩ sao mà tao bệnh mày không thăm mà mày nói là đợi tao chết rồi mày mới đợi ai mũi mày đợi chút tao chết. Ý là thông cảm, đây là công việc tôi nhiều lắm nha. Nhưng mày biết không, tao nặng nề lắm chứ không phải giỡn đâu mày. Bà bệnh gì? Thôi giờ hỏi thăm nè, giờ bà bệnh gì? Bệnh cũng thường thường thôi, bác sĩ nói tao ở trong này nó có ghẻ. Trong nào? Ở trong cái phổi tao nó có ghẻ. Phổi có ghẻ? Rồi ngứa sao gãi? Sao tao quên hỏi ổng mà. Bị cái gì trong phổi bà? Cái gì đâu ông biết, ông nói trong đó nó lở ra. Ai mà biết cái gì? Hỏi đâu bà ơi, bao tử. À bao tử đúng rồi. Bao tử mà bị lở là loét bao tử mà nó lở luôn nè. Sao sao nó loét lở cũng thứ đó cho mấy nữa. Mày đặt cái sửa lưng tôi rồi nữa. Rồi xong bây giờ khỏe rồi đúng không? Khỏe rồi đúng không? Đúng rồi. Bỏ nhậu chưa? Không. Bây giờ tao nói mày nghe, bỏ là bỏ không nổi đâu, từ từ rồi bỏ. Bây giờ tao đề nghị với mày đó, mai mốt qua từng bắt đầu vô cuộc nhậu đó, mình cứ ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống, ngày nghỉ ngày uống. Nói nghe nè, ủa nhậu hay đi học thêm có 2, 4, 6, 3, 5, 7 nữa hả? Không phải, bởi vì mình nghỉ một bữa đặng lấy hơi lợi rồi bắt đầu mai mình nhậu tiếp nữa. Rồi nhậu siết quá tao làm nổi. Bây giờ nhậu là nhậu một mình đi chứ giờ tôi kẹt công chuyện dữ lắm. Dạo này tôi kẹt công chuyện lắm. Gì dữ vậy mày? Công chuyện trong này, trời trong này. Ơi công chuyện gì không biết nữa. Trong cái ai biết này nè. Ai biết là gì? Bà không hiểu đâu, cái le xe tôi biết, cái gói gọn ra đây hả? Cái le dồ của bà thấp lắm, bà nói tôi nói bà không hiểu, cái le dồ tôi giờ nó cao vậy rồi nghe. Cái là tức là tao thấp, còn cái le dồ mày là cao. Đúng rồi. Nhưng mà tao quýnh vô mặt mày cũng còn được nữa. Mày thấy ông Dư sức đánh nè. Thôi lớn mà sung quá rồi, thôi bữa nào gặp đi nói chuyện nha, tôi có công chuyện tôi đi nha. Đúng rồi, mày tới đây. Lúc này bận quá ha. Bận lắm, bận. Bạn có việc là bạn hả? Đâu có. Không có bạn như bà này mà công chuyện của tôi bận. Biết rồi, này bận lắm. Bận lắm. Đại gia. Hả? Đại gia đó. Đại gia cái gì mà đại gia? Đây nè, bà coi nè, tướng tá bây giờ bảnh đau không? Ôi trời ơi, đã bắt kiến nữa, nãy giờ tôi quên rồi. Trời ơi, bắt kiến nữa nè, bắt kiến. Ê, bắt kiến chọt cái đuôi mắt nãy sao trời? Ủa sao bắt kiến kỳ vậy? Trời ơi, vậy thôi đeo chi? Để chơi vậy thôi à. À, cho biết mình đại gia. Vậy thôi. Đang gì cái bụng nó bự quá. Sao quá. Thành ra nửa tháng này không gặp anh em. Không, công chuyện bận quá. Thì cũng có dư chút đỉnh nè. Vậy sao? Vậy hả? Mày cho tao mượn tao đi bác sĩ à. Bà hết bệnh rồi đi bác sĩ gì mệt nữa. Mệt bà quá luôn bà. Nói nghe nè. Vụ gì? Ở đời sông có khúc người có lúc. Rồi. Lúc này tôi khổ lắm. Mà mùa mưa sắp tới nhà tôi bị dột. Thôi mẹ ơi, tao đau đây, tao mượn, tao còn chết đây, mượn tiền đó, nó còn cho, nó ở đó, mượn cất nhà. Kia đi, để người ta nói chuyện, người lớn nói chuyện, nít thường như nhỏ. Bạn bè, chi kỷ, chi cốt mà, hột muối còn cắn đôi mà. Nhưng mà hột đường đừng có ăn hết nha không? Nữa, cứ móc hồng tôi hoài à. Có, ông giúp cho tôi mượn 20 triệu thôi, để tôi sửa lại cái nhà tôi. Cái gì? 20 triệu. Thắng rồi. Đứng đây là bà nội. Bà lố quá. Anh sao? Cái gì vậy trời? Trời ơi, tôi chết rồi. Trời ơi, vợ tôi thấy nó nghe đại gia cái nó ôm xiết kìa. Anh sao ơi, chị bây giờ chỉ có một mình anh có thể giúp được cuộc đời em thôi anh sao? Cái gì vậy? Sao tự nhiên gấp rài cái xóm mình nghèo khó tập thể vậy trời? Anh Sáu ơi, xin cúi đầu chờ ân huệ. Thôi! Ân huệ gì? Bây giờ em nghèo lắm anh ơi. Em lên trên Sài Gòn mượn tiền người ta về em sang sửa cái quán em mà bây giờ á bán không được. Trời ơi, bây giờ người ta đòi thôi mày ơi, mày xạo vừa vừa, mày nghèo mà mày đẹp.
Con tao nè già mượn nó còn cho đạo đó mày. Nè bà già, bộ nghèo không có quyền đẹp hả bà nội? Ờ. Khoan. Cho tôi nói cái. Hồi nãy ông bạn tôi nói là xong có lúc rồi có khúc. Đúng rồi. Sao cái khúc này sớm mình nghèo tập thể vậy? Bởi vậy. Thì tại nghèo mà. Bây giờ tôi nói thẳng vậy luôn á. Sao? Khá thì thật sự là cũng có khá. Đó, thấy không? Tao mừng. Tiền thì không có cho mượn được. Ủa sao vậy? Sao? Không có tiền. Cái gì mà chửi tôi hoài vậy trời? Chủ nông trại mà không có tiền hả? Thì chủ nông trại. Ủa? Ông biết vụ nông trại hả? Đừng có giấu tôi. Thấy chưa? Trời đất ơi. Tôi nói biết nha. Nông trại là nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, trồng bắp, nuôi con cừu nữa đó. Đúng rồi. Nè, con kiều nữa hả? Đúng rồi. Con cừu bà nội. Con cừu là con gì? Tao đâu biết hồi đó giờ đâu thấy. Con cừu đó có lông lông không á. Vậy làm chó chứ rồi sao con cừu? Thôi bỏ bệnh. Không phải chứ gì? Chị bà mệt cái bệnh. Bây giờ khoan nào, giải quyết cái chuyện này xong đã. Bạn tôi biết tôi có nông trại. Vậy là hôm bữa ai qua nhà tôi thu hoạch cà chua, thu hoạch lúa với lại ăn cắp ba cái thịt heo. Đâu phải không? Mày nghe, tôi mới biết cái thầy đi nghe. Bà trong ai đó. Ê, tao chưa biết cái vụ nông trại, mày biết là mày qua mày lấy dài lấy. Bây giờ cái chuyện mà nông trại là tôi có nông trại đó. Thì đó có nông trại tôi còn nghe nói là bây giờ anh giàu lắm, anh sẽ cho tao đứng gần này ông chủ nông trại coi. Không có tiền. Sao? Chờ. Ê, tao quên cái chữ cuối rồi mày. Chửi mà còn có vuốt đuôi nữa. Cái đó nó ngân lên chút vậy thôi. Không có tiền thiệt. Không có tiền sao mở nông trại? Không có tiền sao mở nông trại? Cái gì vậy trời? Mày làm gì vậy? Mày trồn quá. Trồn quá tới đầu tao dữ vậy? Tại vì bà thấp quá tôi. Đây. Muốn coi nông trại phải không? Bây giờ nè, tôi nói thẳng anh luôn nha. Anh cho tôi mượn tiền không? Tiền đâu mà cho. Bây giờ đi không cho phải không? Tôi giặt mặt luôn, tôi nghe nói rõ ràng. Nói đi, nói bà đây. Anh nè, anh có một vườn nho đúng không? Trời ơi, có nho. Một vườn nho sắp bán cho Pháp làm rượu nho nè. Trời ơi. Đi hát mở rồi tiệm rượu mà không cho tiền. Chưa, còn có một vườn gì à? Mắc ca tôi nghe nói là bán mắc lắm, một ký nó đâu là mấy chục ngàn đô lận. Trời ơi, sao cái mắc ca là nó sẽ tay lên nó cầm mắc nai nữa. Mắc nai gì bà nội? Mắc nai bán mắc lắm. Mắc nai là cái gì? Mắc nai ơi, xin đừng đi với em. Bà nó nằm nhau luôn. Nhỏ đó, khùng dễ thị đó. Cái già có đây khùng khó chị nghe. Vậy hả? Không có già chỉ có điên thôi chứ không có khùng. Khùng là mấy nhỏ đó hay khùng, chứ già thì chỉ có điên thôi chứ hay quên. Nè. Điên khùng để sao bây giờ tính cái chuyện này trước. Bây giờ mày không có để nhớ nữa. Nông trại đi. Nông trại đúng không? Bây giờ không cho mượn tiền mà cho nghĩa qua cái nông trại thôi. Chắc đi coi. Được rồi. Cho anh em mừng thôi. Cho anh em mừng. Rồi, đây. Đi. Đi đâu, không đi đâu, đứng đây. Mở cái này ra là có liền. Có thùng hết chiếc, tưởng đâu ai giật đồ không mà trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Bà cha của mày làm gì vậy? Cái gì vậy? Để cho bà ăn, sắp chết rồi. Cho bò ăn cái gì? Bởi vì bà nấu bà bây giờ. Trời ơi, vậy là ba mày có bò mà giờ mày cho bò ăn hả? Con có cừu không? Có. Có cừu được đó luôn nữa. Con có cho cái đồng bắp không? Có luôn. Có luôn, thấy chưa? Giấu hả? Quá trời không? Có đó. Bởi vậy ta nói nó trồng mấy cái này nó ăn với lại sữa bò rồi nó uống đó. Cho nên cái mặt nó bự, thiệt là bự luôn á, mày thấy không? Trời ơi, đã nói rồi. Một mình, hai cha con mình thì giờ xài chung một cái nông trại thôi. Cái gì đâu mà cha một nông trại rồi con một nông trại. Trời ơi, chồng còn giàu dữ nữa, Trời ơi. Hai nông trại luôn. Thằng nhỏ bị lớn gì mà đã là chủ một trang trại rồi. Ủa mà sao này nó có nông trại mà sao nó ốm quá ha? Ai con sao? Nông trại của con ở đâu? Mở ra cho coi đi. Cái gì? Bò chưa có sữa hả con? Cái le dồ nó thấp chuẩn mà nó khoái chơi lắm. Cho mấy nè. Là sao? Đâu con mở coi. Đâu, cái gì vậy? Mình truyền hình trực tiếp luôn đúng không? Mày đứng ra tao coi chút quá. Cái gì vậy? Sao tao coi được? Đó, đây là bò của con nè. Trời ơi đẹp, trời ơi dữ quá. Có chảo của con nè. Ủa cái này là game mà. Game. Cái gì vậy? Chứ cái gì vậy? Ủa, không có nông trại thiệt ngoài hả? Ở đâu mà ra? Ủa không có vườn nho hả? Thằng này nói. Ở đâu mà ra? Thằng này nói. Thằng này nói là trong game đó ông nội. Trong game á? Trời ơi trời. Ruộng vườn không có làm, bày đặt nó lên nông trại. Nông trại gì mà không có thấy trong cái mấy game mà trên nông trại. Thôi đi ông ơi. Thôi
mai mốt đừng rủ tôi nhậu nghe, tôi không có tiền bao nữa đâu nghe. Trời ơi trời, đại gia tôi đại gia thiệt là đại gia trong game. Trời ơi trời, bỏ vậy xạo xạo không à. Trời ơi trời, nghĩ sao nông trại ảo mà cũng bà già. Trời ơi trời.